Hello, Thanh Hóa, điện cho Dũng Nhật. Thanh Hóa xin gửi lời chào tất cả các quý khách, cô chú anh chị em ha. Chúc quý khách, cô chú anh chị em một ngày buổi tối vui vẻ cùng gia đình nha. Thanh Hóa hôm nay mình tiếp tục lên sóng một cái em này là đàn, nhưng mà đàn là đàn, mình nghĩ là đàn chơi rem chứ không phải là đàn thường. Ngõ USB mình có tháo máy ra ha, tháo ra vệ sinh thứ nhất. Thứ hai là ghim điện là có điện 5V ha, có điện. Nè, thằng này là tại vì mình hồi xưa có chơi game nè, Konami là mình biết nè. Cái này là cái hãng sản xuất rem á, Konami nè. Ha. Mình biết thằng này là chơi rem. Nhưng mà mình không có máy rem để mà thử. Nhưng mà cam kết là nguyên zin, xài được. Tại vì nó có điện mà. Tại vì thằng này không phải là cái đàn thường, mình nó không có lo. Dòm rồi nó không có cái lo nào trong đây chứ á. Phải có lo thì mình đàn mình bấm như mấy cái đàn mình bán lúc trước thì được. Giờ nó không có cái lo nào ở đây chứ. Mình cũng có chụp hình vài tấm cho quý khách xem. Cắt núng thì cắt núm, cắt núng thì ok hết nè. Không có sượng đứng cứng gì trơn ha. Nhẹ nhàng. Còn này là gì lắc lắc rồi không biết nữa gì nè. Nè gì tên tiếng Anh gì nè. Đó. Lên xuống nè. K gì nè. Còn bên đây là gì. Rồi nói chung thì cũng đành bó tay thôi. Rồi quý khách, cô chú, anh chị em nào có máy hay là muốn về nghiên cứu hay là gì đó thì ủng hộ giùm em ha. Rồi em tên là Thanh Hóa, năm nay 39 tuổi ha. Quý khách nào kết bạn Zalo, Facebook, YouTube hay cho tốt là một số điện thoại một ha. Là 0939 cách 396 cách 480. Rồi xin cảm ơn tất cả các quý khách đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi ha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất nhiều.